Em chào mọi người ha. Anh em giới thiệu với mọi người, nó là cái đầu chuyển sạc cho Mark 2 ha. Thì bên shop có 3 mã. Đầu này là đầu đầu tròn 5.5 ha. Tiếp C. Và một cổng tiếp C, chiều dài của dây là 1.8. Thì cái đầu sạc này thì là đầu sạc 500 nha. Nó có đèn báo sạc khi mà mình sạc đầy ha. Và tối đa của nó thì sạc được 100W 5A. Cái yêu cầu thì dòng sạc thì phải tương đương với cái dòng mắt mình đang xài ha, 20V. Và cái cốc sạc thì phải là cái cốc sạc tiếp C, không dùng cái cốc USB ha. Hay là dùng cho Mark 2 nha. Chất liệu của nó là nhôm. Rồi, em chào mọi người nhé.